Sao? Các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ sang một cái phần mới là quy nạp toán học. Thì cái phần về xác suất sau khi các em học trong trên lớp xong, lúc nào chúng ta sẽ quay lại ôn tập. Nó cũng không khó khăn gì, nhưng mà cái thầy đáng ngại nhất chính là quy nạp toán học. Thì những cái bài về quy nạp toán học thì nhiều bạn là học trong đội tuyển cũng rất là vất vả. Tại sao lại vất vả như thế? Tại vì nó liên quan đến lý thuyết là như sau. PN cho PN là hàm mệnh đề, với tức là mệnh đề chưa biến ấy, với biến mệnh đề là các số tự nhiên. Để chứng minh PN là đúng với mọi n lớn hơn bằng n0, với n0 là một số tự nhiên đã cho, thì ta tiến hành các bước sau. Bước thứ nhất là chúng ta đi chứng minh PN0 là đúng, tức là chứng minh PN là đúng hay nào là không. Bước thứ hai, chúng ta giả sử PK là đúng với K lớn hơn bằng N0, và ở đây gọi là giả thiết quy nạp. Rồi chúng ta chứng minh PK cộng 1 là đúng, tức là giả sử PN đúng với N bằng K, rồi ta chứng minh PN đúng với N bằng K cộng 1. Lý thuyết này chúng ta có thể xem kỹ hơn ở trong trang 80 sách giáo khoa đại số giải tích 11. Ngôn ngữ nó viết hơi khác đây một chút. Thế thì trong cái quyển của các em ấy, thì nó có ba dạng bài tập. Một là chứng minh đẳng thức, hai là bất đẳng thức. Chứng minh đẳng thức là bài 1, bài 4, bài tập ấy. Chứng minh bất đẳng thức là bài 3, chứng minh tính chia hết là bài 2. Và ngoài ra có một bài nâng cao thì đó là bài số 5 trong sách giáo khoa đấy. Thế thì thầy trò chúng ta sẽ hôm nay sẽ tập trung vào đi vào cái dạng bài đầu tiên là chứng minh đẳng thức. Thế cái kiến thức chuẩn bị của phần này thì là chúng ta phải nhớ về các tính chất về đẳng thức mà ta học từ bé. Đó là như sau. Với các số thực A, B, C ta có như này. Nếu A bằng B thì A cộng với C bằng B cộng C. Và AC bằng BC có nghĩa là ta nhân hai vế với cùng một số hoặc là cộng hai vế với cùng một số. Tính chất thứ hai tuy là tính chất rất là nghe rất là buồn cười nhưng mà mình lại làm nhiều lần mình không để ý. Đó là nếu A bằng B thì B bằng A. Tức là cũng có lúc người ta viết A bằng B, bây giờ người ta viết đảo ngược lại B bằng A, mà có em cứ cái nó nằm bên kia em mà chuyển vang sang nó phải là trừ. Không cần. Đấy, rồi tiếp tục. Nếu như A bằng B và C bằng D thì chúng ta sẽ có A cộng C bằng B cộng D, tức là chúng ta cộng hai vế của đẳng thức. Đó, đây, tức là A bằng B, C bằng D, chúng ta cộng dọc xuống ta được A cộng C bằng B cộng D. Hay là A nhân C bằng B nhân D. Cái tính chất thứ hai ở thứ hai này. À, đẳng thức thì có nhưng mà sang bất đẳng thức thì phải có điều kiện. Và một cái thứ hai chúng ta cần nhớ đó là quy tắc chuyển vế. Những tính chất là chúng ta ghi thì ghi không ghi thôi, tại vì nó là cái kỹ năng bản năng chúng ta có thôi, nhưng phải nhắc lại thì biết người ta dùng cái này. Quy tắc thứ hai là quy tắc chuyển vế, nhớ là chuyển vế đổi dấu, thế thôi, có bốn chữ, cứ chuyển vế là phải đổi dấu, kể cả phương trình hay bất phương trình, chuyển vế đều phải đổi dấu hết. Được chưa? Chuyển vế đổi dấu. Sau đây sẽ là một số ví dụ minh họa. Em phải chú ý nhá. Đây đầu. Chứng minh rằng với mọi n thuộc n sau ta đều có 1 cộng 3 cộng 5 cộng 3 chấm cộng với 2n trừ 1 bằng n bình phương. Cái ví dụ này thầy giáo lấy luôn ở trong ví dụ sách giáo khoa để thấy cái sự khôn khéo ở trong sách giáo khoa. Khôn lắm. Lấy ví dụ rất là dễ. Chốc nữa thầy giáo bảo tại sao nó lại dễ như thế. Còn đến lúc làm bài tập hay làm bài kiểm tra thì nó lại khó hơn rất nhiều lần. Kỹ năng biến đổi khó hơn. Thì bây giờ
thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, mà hãy để ý cái chỗ thầy giáo phân tích. Thầy chỉ lấy một ví dụ sách hoa thôi, chắc là đầy ví dụ khác. Lâu lắm mới được viết một bài này. Lại lỗi rồi. Bây giờ chúng ta nghe kỹ theo phân tích sau để mà làm bài cho nó tốt. Đó là thứ nhất là cái đây chỉ là các ký hiệu hình thức, các số hình thức chứ không phải là nó bắt buộc các tổng nó đều phải có 1, 3, 5. Nó viết như này để toát lên điều gì? Thứ nhất là số đứng sau có phải 1, 3, 5, có phải hơn kém nhau 2 đơn vị đúng không? Như vậy số đứng sau thì bằng số đứng liền trước. Cộng với 2. Tức là số đứng trước, số đứng liền trước. Đứng sau thì bằng số đứng trước cộng với 2, vậy thì số đứng trước sẽ bằng số đứng sau trừ đi 2, có thế thôi. Chốc nữa mình mới hiểu tại sao thì nó lại viết ra cái số đứng trước của nó như thế. Số đứng trước thì bằng số đứng sau, đứng liền sau ấy, trừ đi 2. Tuy cái chi tiết là nó rất nhỏ nhặt nhưng mà không để ý, chốc anh đầy người không hiểu. Thì rõ ràng là con 3 thì bằng 2, 1 cộng với 2. Tức là số đứng liền liền trước cộng với 2. Rồi 3 cộng 2 thì ra 5. Thì ví dụ như biết, ví dụ con số 3 chẳng hạn. À, con số 3 nó đứng trước con số 5 thì nó rõ ràng là 5 trừ 2. 1 thì bằng 3 trừ 2. Đấy, tức là số đứng trước bằng số đứng liền sau trừ đi 2. Nhớ là thứ nhất là đây là ký hiệu hình thức. Thứ hai là như này. Cái thứ ba chúng ta cần phải lưu ý là khi chúng ta thay n bằng bao nhiêu và nó trùng số hạng nào thì nó có bấy nhiêu số hạng. Ví dụ bài toán này bảo chúng ta cần phải chứng minh là n mọi n thuộc n sao. N thuộc về n sao thì là gì? Là nó bắt đầu từ số 1 chứ không phải bắt đầu số 0. Nếu muốn bài này bắt đầu từ con số 0 thì phải thay cái 2n thành 2n cộng 1. Giáo viên mà trên lớp mà chơi xỏ ấy. Thay còn đấy. Chốc các thầy lúc nào thì nó sẽ chế dần dần. Bây giờ cứ từ từ phải học chân phương trước đã. Đấy, tức là giáo viên người ta thử tài của chúng ta, người ta chế lại. Người ta không viết là 1 cộng 2, 2n trừ 1 mà người ta viết thành 2n cộng 1. Thế khi mình thay 1 nó phát thì nó lại trùng đúng số hạng thứ ba cơ. Là số hạng thứ hai chứ không phải số hạng đầu tiên. Bây giờ các em đọc ở đây chúng em các em sẽ thấy là n thuộc n sao. Có nghĩa là thuộc tập hợp các số tự nhiên bỏ đi số 0. Vậy nó sẽ khởi khởi đầu là con số 1. Đấy, sách giáo khoa của em thì nó viết là bắt đầu từ con số 1 nhưng mà bài bất đẳng thức có bắt đầu từ con số 1 không? Có bài có bắt đầu con số 2, có con số 3, có bài còn bắt đầu từ con số 7. Đấy, cho nên phải để ý có thể 1 thay vào sai, 2 thay vào sai, 3 vào sai. Bắt đầu từ 4 trở đi nó mới đúng. Đấy. Bất đẳng thức nhất là bài bất đẳng thức. Ừ. Thế bây giờ trong bài này đề bài là thuộc n sao, tức là chạy từ 1 trở đi, đúng không? Cho nên chúng ta thay n1 vào. Thay m n bằng 1 vào số hạng cuối cùng. Thì nó là 2 nhân với 1 trừ đi 1. Nó bằng 1. Và nó bằng 1 thì bằng luôn cái số hạng đầu tiên. Bằng luôn số hạng đầu tiên. Thế thì sao? Thế thì chứng tỏ nó có một số hạng. Đây là chi tiết mà nhiều người không thể vượt qua được. Ừ, thầy sao trong công thức nó có 1, 3, 5 mà thầy đã viết nó còn con số 1. Thầy nói rồi, đây là ký hiệu hình thức để nó toát lên quy luật. Số đứng sau bằng số đứng trước cộng với 2, số đứng trước bằng số đứng sau trừ đi 2. Chứ không phải là lúc nào nó cũng có 1, 3, 5. Ừ, nó viết thế để nó toát ra quy luật. Đằng sau bằng đằng trước cộng với 2. Thì bây giờ khi mình thay n bằng 1 vào thì nó trùng với mỗi con đầu tiên này thôi. Chứng tỏ là nó chỉ có 1. Đấy, như vậy là đây là đoạn phân tích nhé. Lời giải của thầy có đánh máy cho nên yên tâm chốc là có thể xem lại.
Bây giờ bắt đầu trình bày. Với n bằng 1 thì rõ ràng là vế trái của 1 có 1 thôi, chứ không phải ai mà viết 1 cộng 3 cộng 5 là lúc đầu chưa quen chết ngay. Cái này là sai. Thầy ơi sao 1 cộng 3 cộng 5 là 9, 9 sao bằng 1 được? Không phải, viết thế là sai. Vế phải của 1 bằng, đây ta thay vào đây, 1 bình. Rõ ràng là vế trái mà vế phải, điều đó chứng tỏ rằng là đây thực ra nó là mệnh đề chưa biết, nhưng mà thôi mình không biết tên gọi là gì, hoặc là mình ghi là hệ thức, có người ghi là đẳng thức, còn có người thì không biết ghi là gì thì cứ ghi là một. Một đúng với n bằng 1 hết bước 1. Bước 1 còn gọi là bước cơ sở em nhé. Đấy, bước 1 rất dễ nhưng mà nhiều người không vượt qua, không bước qua là lời nguyền. Có nghĩa là cứ ghi cả 1 cộng 3 cộng 5. Xong là cứ ậm ảm ở tức lắm không làm nào. Sao 1 cộng 3 cộng 5 lại bằng 1 được nhỉ? Đấy là ký hiệu hình thức. Toát ra quy luật. Được chưa? Rồi, bước 1 của nó thế thôi. Chốc nữa có đánh máy lại cẩn thận. Bây giờ cứ nghe thầy phân tích, chốc nữa ghi vào và trình bày và lời giải nó khác. Nó ngắn gọn hơn. Tiếp tục. Bước thứ hai là bao giờ nó cũng giống nhau này. Thế là mình đặt cái ký hiệu vế trái bằng cái gì đấy? Đặt vế trái bằng SN. Bước 2. Thực ra là trước khi vào bước 2 thì người ta đặt. Đặt. S, chữ N viết thô xuống dòng kẻ đây. Dòng kẻ ra đây thì viết chữ S, viết chữ N thụt xuống dưới. SN là 1 cộng 3 cộng 5 cộng 3 chấm. Đúng 3 chấm không hơn không kém nha. Cộng này, chấm 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 này, cộng này. 2N trừ 1 này. Đóng ngoặc. Đặt cái này. Thì sau khi đặt này xong người ta là bảo là giả sử có người ghi là hệ thức, có người ghi là đẳng thức, thế mình không biết là cái gì thì mình giả sử một đúng với n bằng k, n bằng k lớn hơn hoặc bằng một, con một đâu đẻ ra là cái con này nó chính là cái bước trên này. Lớn hơn bằng một tức là khi cứ ở đâu có n các em thay cho thầy chữ k vào. Như vậy là SK sẽ bằng 1 cộng 3 cộng 5 cộng 3 chấm cộng với 2K trừ 1 bằng K bình phương. Đấy, SN của nó bằng này, bên vế phải của nó là N bình phương mà. Đấy, thì mình thay vào nó phải thế này không? Cứ ở đâu có chữ N thay cho thầy chữ K. Rồi, rất đơn giản. Được chưa? Nói chung là chứng minh đẳng thức là nhẹ, cứ cứ làm đúng như thế là cái này nó giống như kiểu thuật toán ấy. Sau này các em mà đi về tin học các em sẽ bước 1 làm này, bước 2 làm này, bước 3 làm này, bước 4 làm như này, thế là nó xong, cứ đúng như thế mà làm. Nó không sợ như là bất đẳng thức. Trong ba cái dạng này, dạng bất đẳng thức là sợ nhất, đáng ngại nhất, bởi vì nó dùng nhiều cái tính chất mà mình không được học. À, đến đây được chưa? Rồi, cháu phải đánh máy lại cho nó đẹp, trình bày đâu ra đấy. Tiếp tục. Ta sẽ chứng minh là dùng từ nó nhẹ, trong sách giáo khoa dùng từ là ta phải chứng minh, đúng là phải thật nhưng mà dùng từ sẽ nó nhẹ nhàng hơn. Ta sẽ chứng minh một đúng với n bằng k cộng 1 tức là chứng minh
tức là chứng minh SK cộng 1. Các em thay vào đây, đây đây chữ S là đây. Em thay vào thì như vậy là 1 cộng 3 cộng 5 cộng 3 chấm cộng với đây, chúng ta thay k cộng 1 vào đây thì nó sẽ là 2 lần của k cộng 1 trừ đi 1. Nhớ chỗ này là 3 chấm nhá, không hơn không kém đâu nhá. Đừng để thi tự luận mà giáo viên bắt lỗi chính tả về ký hiệu. Hồi xưa thầy dạy học sinh lớp chọn là hồi đấy là lớp A1, khóa sinh năm 87. Đây người bị mắc lỗi chỗ này. Hồi đấy tất nhiên mình cũng không có kinh nghiệm. Nhưng mà học trò toàn bị mắc lỗi, nào là cấm không được chỗ này mà các em chỉ cần ghi với mọi chỗ này. Không bao giờ được phép ghi, bạn nào ghi với mọi này phát là giáo viên gạch luôn. Nghiêm cấm, bởi vì anh đã giả sử đúng với mọi rồi thì còn gì để mà chứng minh nữa. Đúng với mọi tức là luôn luôn đúng, còn gì chứng minh cái gì nữa. Nghiêm cấm. Đây là theo thói quen rất nhiều người ghi từ với mọi này. Ai ghi vào, ai chót ghi vào rồi phải xóa đi ngay cho thầy. Chỗ này là chỗ hay sai nhất. Bên phải của chúng ta, bên phải của chúng ta là nó là k, nó là n bình mà, thì như vậy sẽ là k cộng 1 tất cả bình. Rồi. Thế thì để thuận lợi hơn thì như sau. Chỗ này và cái trên này nó chả giống nhau cái gì cả. Này, chúng ta sẽ nhìn cái con này, một sao và hai sao. Thấy giống nhau cái gì chưa? Hiện tại thì nó giống nhau cái này. Nó giống nhau cả cái ba chấm này nữa. Chưa nhìn thấy gì cả. Vậy thì lúc đấy chúng ta sẽ viết tiếp như sau. SK cộng 1, 1 cộng 3 cộng 5 cộng 3 chấm. Hãy viết cho thầy liền trước con này. Viết cho thầy liền trước con này. Đấy là nghệ thuật giải bài. Riêng đẳng thức phải viết con liền trước của nó thì mới ra được. Liền trước bằng cách nào ạ? Liền trước bằng cách trừ đi 2 thôi. Thầy vừa dạy ở trên thôi, cái đoạn đầu ấy. Đúng không? Liền trước liền sau toát quy luật, cái chỗ phân tích của mới là cái quan trọng. Thế khi nhưng mà chúng ta lấy cái số gạch chân ấy mà trừ đi 2 thì nó lại bằng đúng cái này. À, đúng không? Đấy, bao giờ nó cũng thế. Thì lúc đấy chúng ta viết thêm con này vào đây. Như vậy là 2k trừ 1. Còn con này là 2k cộng 3, 2k cộng 1 đúng không? Đúng không? 2k cộng 2 trừ đi 1. Đấy là vế trái nhá. Thế còn vế phải k cộng 1 tất cả bình thì là k bình cộng 2k cộng 1. Đấy. Đúng chưa nào? Rồi, thế bây giờ chứng minh như nào ạ? Chứng minh thì dễ cực. Thật vậy, từ giả thiết quy nạp suy ra. Nói thế cho nó hoành tráng, thực ra là gì ạ? Từ cái sau này này. Thực chất là từ cái sau này. Có phải từ đây đây là từ cái sau không? Đây, đây không? Nó chính là SK đúng chưa? Đây chính là SK này. Đúng. Cho nên chúng ta chỉ cần cộng hai vế với 2k cộng 1 là xong luôn. Đấy. Thật vậy, từ giả thiết quy nạp suy ra. Chốc nó có đánh máy cẩn thận thì chúng ta trình bày à, rõ. Thật vậy, từ giả thiết quy nạp suy ra, thực ra là từ cái con sao này chúng ta cộng hai vế với k, 2k trừ cộng 1 là xong. Nhưng mà vì nó viết cái câu này cho nên đầy người không để ý là không hiểu. Thật vậy, từ giả thiết quy nạp suy ra. Nếu như em viết dòng này rồi thì em sẽ thấy được ngay là SK cộng 1 bằng SK đấy, phải viết cái dòng này vào vở thì mới hiểu được, bằng SK cộng với 2K cộng 1. Nhưng mà SK thì theo cái trên nó có phải là nó bằng K bình đúng không? Rồi, nhìn hàng đẳng thức chưa? Con này chính là K cộng 1 tất cả bình. Thế là xong còn gì nữa? Ta đang cần phải chứng minh nó là K cộng 1 tất cả bình mà. Mà bây giờ nó bằng thế rồi thì chả xong làm gì nữa. Đấy, thế là chứng minh xong rồi đấy. Sau đó thì kết luận. Được chưa? Vạn sự khởi đầu nan nhé. Ở đây trong lớp mình thì có một số bạn học ví dụ này rồi. Nhưng mà thầy cũng phải nhắc lại để thống nhất cái cách nhận xét, đánh giá. Từ đó chúng ta sẽ làm một cái bài tập, một số bài tập khác tương tự. Sau đây thì thầy đánh máy lại để chúng ta quan sát. Đấy.
đánh máy lại cho nó đẹp chuẩn chỉ, nhớ là chỗ này này, cộng chấm 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 đúng 3 chấm không hơn không kém, sau đó lại cộng tiếp và cái con số này phải đóng bằng ngoặc. Đây là cả hai cái này mới là một số hạng. Thầy để chậm lên thì các em có thể chép bài thoải mái. Cô phải chép cái bài mẫu, phải làm cẩn thận. Sau đó chúng ta bắt chước. Được chưa? Đấy, khi trình bày vào vở thì nó lại hơi khác một chút. Diễn giạt ra chúng ta kỹ, chúng ta hiểu. Đầu tiên ở đây, chỗ này nhá, chỗ này thầy nó nhắc lại, chỗ này hay bạn này hay sai là hay ghi từ đúng với mọi. Ai mà ghi chữ mọi phải xóa ngay. Chỉ ghi là đúng với thôi chứ không được ghi với mọi. Đấy là một cái chỗ hay sai. Thứ hai là cái chỗ này sai nữa là chúng ta ép nó vào là 1 cộng 3 cộng 5. Không phải. Khi chúng ta thay n bằng 1 vào thì nó bằng số hạng nào thì ta dừng ở đó. Ý là thay n, trong bài này ta thay n bằng 1 vào thì nó bằng 1. Nó bằng ngay cái số đầu tiên cho nên là vế trái là chỉ có bằng 1 thôi. Để tiếp tục. Đấy là ta thay, sau đó ta thay n bằng k vào thì chúng ta sẽ được này. Còn ở dưới chúng ta thay n bằng k cộng 1. Biết đúng cấu trúc như thế nhưng mà thay n bằng k cộng 1 vào thì nó sẽ ra cái dưới này. Rồi. Ở đây thì thầy giáo bảo là nháp nhưng mà các em có thể ghi trực tiếp hoặc là nó giống như một kiểu vậy ghi đấy. Đây là chúng ta sẽ viết cái số hạng liền trước rồi. Thì từ đây đến đây là bằng SK. Đúng không? Mà SK thì lại bằng K bình. Thay vào đây này. Đấy. Từ đây đến đây là bằng SK. Này. Mà SK thì lại bằng K bình. Cho nên cái này nó rút gọn đi được K bình cộng với 2K cộng 1. Như vậy tất K cộng 1 tất cả bình phương. Chứng tỏ rằng đẳng thức 1 đúng với n bằng k cộng 1. Cái này trong sách giáo khoa không ghi dòng này. Nhưng thầy giáo ghi để các em rõ. Cái này là chứng tỏ nó đúng với n k cộng 1. Vậy hệ thức 1 đúng với mọi số nguyên dương n thuộc n sao? Ví dụ 1 cũng là ví dụ trong sách giáo khoa được chứng minh xong. Thì có phải là ví dụ này là người ta chọn rất là khôn. K bình phương cộng với 2k cộng 1 ai chả biết nó phân tích ra thành k cộng 1 tất cả bình. Đúng không? Rồi bây giờ muốn biết thực sự đã nắm được bài hay chưa thì xin mời bắt đầu làm bài thứ hai. Bài thứ hai này là thầy lấy luôn một bài tập trong sách giáo khoa của em, là bài 1 ý A. Dạy bám sát sách giáo khoa nhưng vẫn có bà bám sát sách giáo khoa mà chốc vẫn có câu nâng cao.
Đây là bài sách giáo khoa nhé. Rồi, cứ bình tĩnh, tự tin. Lại là lúc đầu là hơi khó. Vạn sự khởi đầu nan. Nói chung là kiến thức lớp 11 là toàn kiến thức nặng. Đây, bây giờ thầy nó sẽ cùng em phân tích. Cứ bình tĩnh, chụp hình ra bên kia, nháp nhiếc thoải mái. Nhá, cứ cái kỹ cái khả năng vừa này thầy giáo phân tích mà vào. Bây giờ mình cứ tóm lược trước. Đầu tiên là nó bảo n là thuộc về n sao, đúng không? N thuộc về n sao và chạy từ đâu? Chạy từ một. Như vậy cái bước một ấy là chúng ta phải cho n bằng một. N bằng một vào thì vế trái ở trong bài này nó ký hiệu là số 2 đúng không? Đấy, thì là vế trái của 2 thì bằng bao nhiêu? Rồi vế phải của 2 bằng bao nhiêu? Tất nhiên là lúc nào nó cũng phải bằng nhau. Anh mà thay mà khác nhau chứng tỏ anh sai. Chứng minh đặc thức mà. Thế bây giờ khi mình thay con 1 vào đây thì bên trái 3 nhân 1 trừ đi 1 nó bằng 2, bằng số hạng đầu tiên, như vậy nó chỉ có một số hạng thôi. Còn bên phải là 1 nhân với 3 nhân 1. 3 nhân 1 cộng 1 tất cả trên 2. Nó cũng bằng 2. Đấy, như vậy là cái hệ thức 2 này đúng với n là bằng 1. Chốc là mình thêm từ thêm lời vào sau. Bây giờ cứ phải hiểu cái bước 1 đã. Đấy, đây là bước dễ nhất quả đất. Nhưng nhiều người không vượt qua được lời nguyền, cứ viết cả 2 cả 5 cả 8. Thầy giải thích rất kỹ đấy nhé. Đấy chỉ là ký hiệu hình thức để nó toát ra quy luật là số hạng đứng sau bằng số hạng đứng trước cộng với 3 chứ không phải 2 như vừa nãy, đúng không? 3 chứ không phải là 2. Đấy. Rồi. Có nhiều giáo viên thì chứng minh phần này rất qua loa để sau bảo úi cái này về sau đưa vào dùng quy tắc cộng cái dùng dùng cấp số cộng cấp số nhân, nhưng mà có bài có phải lúc nào nó toát ra quy cấp số cộng cấp số nhân không? Một bình cộng hai bình cộng ba bình đấy cấp số cộng đâu. Cho nên là không thể lướt qua cái này được. Lại kỹ. Bước 1 là xong đúng chưa? Bước thứ hai thì chúng ta đặt SN là bằng 2 cộng 5 cộng 8 cộng 3 chấm cộng với 3N trừ 1. Rồi, sau đó bắt đầu cái câu bài nào cũng giống bài nào. Giả sử hình thức 2 này đúng với n bằng k, không được với mọi nữa nhá. Bạn nào ghi có cái thói quen với mọi phát sửa ngay thầy. Mặc dù đề bài bảo là với mọi nhưng mà em chứng minh ông ghi từ với mọi phát là chết luôn. Cấm không được ghi từ với mọi. Ở đây chỉ có kết luận mới được ghi với mọi thôi. K lớn hơn hoặc bằng 1 tức là viết nó ra. Đấy. Cứ khoảng hai bài hai ba bài thì các em mới thạo được. Hôm nay phải tập trung và chiến đấu cho thật thạo cái dạng này thì dạng sau mới được. Chúng ta tập trung vào hai cái dạng, một là chứng minh đẳng thức và thứ hai là chứng minh tính chia hết. Còn chứng minh bất đẳng thức thì các bạn phải học khá khá lên thì bắt đầu mới hiểu được, còn chúng ta từ từ chúng ta sẽ hiểu. Cứ từ từ sẽ hiểu. Nhưng mà nói chung bất đẳng thức là khó hiểu nhất. Đây, tức là gì? Cứ ở đâu có n thay chữ k cho thầy. SK 2 cộng 5 cộng 8 cộng 1 2 3 chấm cộng 3k trừ 1 đóng vào ngoặc bằng k nhân với 3k cộng 1 tất cả trên 2.
Tiếp tục đi. Em cứ mạnh dạn đấy nhỉ. Đến đây được chưa nào? Rồi, ta sẽ chứng minh cho nó nhẹ nhàng. Ta sẽ chứng minh. Cứ từ từ luyện cái cách biến đổi mà thầy giáo dạy đấy, xong là viết rất là dễ hiểu. Ta sẽ chứng minh. Câu nói chỉ có thế thôi. Ta sẽ chứng minh. Đúng ra nó là hàm mệnh đề chưa viết, nhưng mà chúng ta cứ ghi là hai cho nó nhanh, đỡ phải dài dòng và đỡ bị trừ điểm nha. Dùng nhầm từ lại còn bị trừ điểm. Ta sẽ chứng minh hai đúng với không từ không có với mọi đấy nha, n bằng k cộng 1, tức là chứng minh cái gì, tức là chứng minh cứ ở đâu có n thay chữ k cộng 1 cho thầy vào, sk cộng 1 bằng 2 cộng 5 cộng 8 cộng 3 chấm cộng, đây thay chữ k cộng 1 vào đây thì nó phải là 3 lần của k cộng 1 trừ đi 1 đóng ngoặc bằng bên phải. Có một vài bạn đang ấy là chuyển sang khối C, thầy thì thầy không có tính can gián, nhưng mà sang khối C nó cũng ít trường thi lắm, đừng có bất đắc dĩ mới lao vào đấy. Bất đắc dĩ lắm mới lao vào, khi mà trình độ mình không học được mình phải chịu lao vào. Khối C nó ít trường. Tiếp tục. Đến đây được chưa nào? Bằng bên phải nhé. Bên phải chúng ta thay n bằng k cộng 1 này. Chúng ta sẽ là k cộng 1 đóng mở ngoặc nhân với 3 nhân với k cộng 1. Cứ là có chữ n thay chữ k cộng 1 mà không bao giờ sai được. Nó giống như một cái thuật toán đấy. Tiếp tục. Cộng với 1 tất cả chia cho 2. Được chưa nào? Đấy. Đến đây ai cũng làm được. Rồi, sau đó thế nào? Nếu như mà để nguyên như này thì chúng ta sẽ không hiểu gì cả, nhưng mà phải viết cho thầy số liền trước số này đấy, liền trước như là thầy giáo vừa nói rồi. Chúng ta phải nhìn bên trái này, 2 5 8 lệch nhau bao nhiêu đơn vị, 3 đơn vị. Như vậy anh muốn biết cái số liền trước này anh phải trừ đi cho 3 cho tôi. Cứ làm đúng như mẹo thầy giáo dạy thì không bao giờ sợ ở cái dạng này, trừ hai vế cho 3 cho thầy. Quên, nhầm, trừ cái ngoặc vuông cho 3 cho thầy. Thế thì là cái gì, khi con này đem trừ 3 nó trùng đúng con này luôn. Bao giờ nó cũng thế. Như vậy nó tương đương cái gì? SK cộng 1 bằng 2 cộng 5 cộng 8 cộng 3 chấm cộng 3K trừ 1. Em lấy con này em trừ đi 3 mà xem. Nó chính là số. Còn đây trả lại chính là 3K cộng 2 đúng không? Rồi bên phải thích viết gọn lại thì viết. K cộng 1 nhân với gì đây? 3K cộng 4 chia 2. Được chưa? Khôn khéo viết thì giáo viên không trừ điểm với cô nào cả. Đến đây được chưa nào? Rồi. Rất dễ dàng, rất dễ hiểu. Cái dạng bài này rất là khó, nhưng mà chúng ta đã chuyển từ khó thành dễ, thấy không? Có cái gì đâu. Chả có cái gì cả. Rồi, bây giờ bắt đầu. Thất bại, từ giả thiết quy nạp suy ra, gọi là từ giả thiết quy nạp suy ra, thế nhưng là thực chất là ta cộng hai vế với 3K cộng 2. Em nhìn đấy nhé. Em nhìn này, nó khoanh thêm đỏ thì chúng ta thấy này. So sánh với cái trên nhé. Này, đây. Đúng nhau. Đúng không? Thế sau đó cái gì đây? Cái này cộng thêm 3K cộng 2 đúng không? Thế thì cái con này, con bên này cũng cộng thêm 3K cộng 2 và là xong cái gì? Thực chất là chúng ta cộng hai vế của cái con sao này với lại 3K cộng 2. Nhưng mà diễn đạt thì lại bằng thật vậy, từ giả thiết quy nạp suy ra. Cho nên là những bạn nào sợ toán là nhìn sợ lắm. Nhưng mà trong lòng ấy, hãy hiểu thầy, câu thầy nó nói là gì? Thực chất là gì ạ? Cộng hai vế của cái đặc thức sao này với 3K cộng 2 là xong. Có gì đâu. Nhưng mà diễn đạt thì là thế này. Thật vậy, từ giả thuyết quy nạp suy ra nha. Những các bạn như này chả trách những đứa học yếu nó sợ là phải. Thật vậy, từ giả thuyết quy nạp suy ra. Cái này rất trùng hợp là sinh viên của trường thầy cũng vừa mới học phần này xong tuần trước. Nếu em không tin thì nó có thể cho video xem, link xem video clip xem bài giảng, nhưng mà diễn đạt hơi khác với các em một chút.
Thật vậy, từ giả thiết quy nạp suy ra, thầy sẽ giới thiệu các anh chị xem lại cái video bài giảng của chúng ta ngày hôm nay. Từ giả thiết, dạy các em kỹ hơn đấy. Diễn đạt nó khác nhau tí nhưng mà về phong cách biến đổi là như nhau. Từ giả thiết quy nạp suy ra. Từ giả thiết quy nạp suy ra. Suy ra cái gì? Suy ra cái đấy. Suy ra cái gì? Suy ra đây SK cộng 1 mà viết lại bằng cái này 2 cộng 5 cộng 8 cứ từ từ so với sách giáo khoa viết dài hơn một tí không sao cả 3K trừ 1 cộng 3K cộng 2 đừng có viết bằng cái này luôn nhé không viết bằng luôn được đâu thì có phải từ đây đây là gì ạ SK vậy thì con này cứ thêm vào thôi 3K cộng 2 2 thế SK bằng cái gì ạ? Cái K, SK trên bảng ai vẫn khoanh đỏ trên này. Đây. K nhân 3K cộng 1 tất cả trên 2. Vậy mình thế mình thay vào. K nhân 3K cộng 1 tất cả trên 2. Như vậy con này sẽ bằng K nhân 3K cộng 1 tất cả trên 2 cộng với 3K cộng 2. Rồi, quy đồng lên. Cứ từ từ rồi nhân tung ra. Có bài thì phải nhân tung, có bài chốc lại lại khác. Rồi. Như vậy ở trên ấy thì là 3k bình cộng với k cộng với 6k cộng với 4. K bình cộng k cộng 6k cộng với 4 chia cho 2. Rồi. Tới đây thì chúng ta tạm thời không ghi chép gì cả để quan sát thầy giáo hướng dẫn cái kỹ thuật. Cái này đáng nghĩa là các em phải học từ hồi cấp 2. Đó là hồi lớp 8 và lớp 9. Cái kỹ năng biến đổi. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta hai cái kỹ năng. Thực ra là nó có ba kỹ năng. Một trong cái kỹ năng đấy là một trong ba kỹ năng ấy đó là kỹ năng sử dụng lược đồ Hockner. Nhưng chắc là các em không được học cho nên thầy giáo xin phép chỉ nói hai cái thôi. Kỹ năng thứ nhất là chúng ta biết rằng nếu ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0 mà có hai nghiệm phân biệt, hai nghiệm là x1, x2 phân biệt hoặc là 0 thì ax bình phương cộng b cộng c sẽ được phân tích ra thành a nhân x trừ x1 nhân x trừ x2. Thầy giáo không nhớ định lý tên thì nó tên là gì. Nhưng mà chúng ta dùng thầy lấy ví dụ đơn giản như này 2x bình phương trừ 5x cộng với 2 bằng 0. Nếu các em bấm máy thì các em sẽ thấy nó có một nghiệm x bằng 1 phần 2 và x bằng 2. Vậy thì áp dụng kết quả trên 2x bình trừ 5x cộng 2 sẽ phân tích ra thành là 2 nhân với x trừ đi 1 phần 2 x trừ đi 2. Sau đó đẩy con 2 vào trong thì được là 2x trừ đi 1 nhân x trừ đi 2. Đấy. Được chưa nào? Đây là một tuyệt kỹ thứ nhất để phân tích thành nhân tử. Quay trở lại bài này, chúng ta đang có là gì? 2k bình nhân 3k bình. Hình như là 3k bình. À, 3k bình cộng 7k cộng 4. Bây giờ đó là 3k bình cộng 7k cộng 4. Cái này em có thể ghi vào vở được đấy. Nó hay đấy. 3k bình phương cộng 7k cộng 4. Bây giờ bấm máy nhé. Bấm máy thì vào cái bấm vào nút 1 và viết vào số 5 là EQN Equation phía số 5 bấm số 3 nhập vào 3 7 4 như vậy có một nghiệm bằng trừ 1 và một nghiệm bằng trừ 4 phần 3 đây là dành cho người nào không thạo chứ đúng là chúng ta nhìn A trừ B cộng C bằng 0 như vậy nó có một nghiệm bằng trừ 1 và một nghiệm trừ 4 phần 3
áp dụng kết quả trên thì có phải là bằng 3 nhân với k trừ đi trừ 1. Đấy, kết quả thầy giáo vừa ghi trên này. K trừ đi trừ 4 phần 3. Như vậy là 3 lần của k cộng 1. K cộng 4 phần 3. Đẩy con 3 vào đây. Thì có phải là k cộng 1 nhân 3k cộng 4 không? Đấy, thì có phải trên tử là như thế. Còn cái mẫu chỉ cho 2 nữa là xong thì đã. Đấy là chiêu thứ nhất. Chiêu này rất hay. Thực ra chiêu hay nhất là chiêu lực đồ Hockner, nhưng mà vì các em không được học nên là nói hơi dài. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Chiêu thứ hai là chúng ta ứng dụng một cái kiến thức mà chúng ta học từ hồi lớp 8. Chúng ta ngỡ ngàng luôn. Đó là khi các em bấm máy đúng không? Nó có một nghĩa bằng trừ 1 đúng không? K bằng trừ 1. K bằng trừ 1 chuyển vế sang thì nó sẽ K cộng 1 bằng 0 đúng không? Như vậy chắc chắn rằng con này sẽ chia hết cho K cộng 1. Vậy chúng ta sẽ dùng thủ thuật như sau. 30k bình cộng 7k cộng 4 chia cho k cộng 1. Hãy nhớ lại hồi huy hoàng mình học hồi lớp 8. Đa thức chia cho đơn thức. Chia đi, cứ chia đi xong rồi thầy giáo bảo. Được chưa? Thực hiện phép chia nhé. Như vậy chúng ta sẽ chia được là gì? Những cái mẹo thầy giáo dạy các em nên nắm hết, bởi vì nói chung là mình phát triển không chỉ cái tư duy toán mà sau này nó có thể áp dụng vào cái môn khác. Chứ đừng có hài lòng với một phương pháp. Nào nhân ngược trở lại, 3k bình cộng 3k trừ đi, như vậy nó sẽ là 4k cộng 4 đúng không? Chia được 4 này. 4k cộng với 4 hết. Như vậy lúc ấy chúng ta sẽ viết như sau này. Sau khi chia được như này, chúng ta sẽ tách ra đúng như mà chúng ta chia. 1, 2. Như vậy 3k bình cộng 7k cộng 4 sẽ được tách ra thành 3k bình cộng 3k cộng với 4k cộng với 4. Nào, nhóm 1 với 2 chung nhau cái gì? Chung nhau 3k. Tuyệt kỹ chưa? 3, 4 chung nhau cái gì? Chung nhau 4. Thấy nhân tử chung chưa? Đó là k cộng 1. Đặt k cộng 1 ra thì nó còn lại là gì? Trong nó còn lại là 3k cộng 4. Đấy. Rất dễ hiểu đúng không? Úi giời, thầy nói thật nè, thầy cái phần này thầy dạy các anh chị sinh viên này, nhiều người không biết phân tích gì cả. Thầy lại dạy cái mẹo này. Học tối lớp 8, kỹ năng chia ra thức thành đơn thức cho đơn thức. Quên hết. Dùng cái mẹo này rất dễ hiểu. Nói chung là hai cái đều dễ hiểu cả. Được chưa? Rồi, bây giờ trình bày vào đây nha. Đấy là kỹ năng biến đổi ra ngoài giấy nháp. Còn trình bày vào đây thì nó khác. Trình bày vào đây này. Em cứ bình tĩnh nhé. Mọi việc dần dần nó sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau. Thì lúc đấy mình sẽ hiểu dần. Đấy.
Đấy, có phải là mình thay n bằng chữ k vào được cái này đúng không? Rồi còn ở dưới chúng ta sẽ thay n bằng k cộng 1. Đấy, nhưng mà nên viết thêm. Ở đây thầy trình bày nó hơi khác so với cái thầy diễn đạt ở trên. Thì các em nên xóa cái dòng nháp mà biến đổi cái dưới, cái trên này tương đương luôn này. À, đây, các em viết liền cho thầy cái thằng đằng trước của con này. Đằng trước con này thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Chốc là thầy giáo sẽ biên tập lại theo cái phong cách này. Không cần phải nháp nữa mà viết thẳng luôn vào. Chốc là thầy giáo sẽ biên tập lại. Đấy. Đấy. Thêm con này đằng trước vào là xong ngay đúng không? Đấy. Thế thì từ 2 cộng 5 cộng 8 cộng 3 chấm cộng 3k trừ 1. Đấy chính là SK. Mà SK của trong bài thì nó lại là gì? 3k nhân 3k cộng 1. Đây. Rồi quy đồng lên. Đây, đây nha, thầy đây, máy lại cho chúng ta nhìn đấy nha. Đấy, 3k bình cộng 3k. Viết như này thì chúng ta, những người học yếu không hiểu ở đâu ra. Mà vừa nãy giáo phân tích rồi nhé, là do chúng ta thực hiện phép chia. Sau ta nhân ngược trở lại. Đấy, thì bắt đầu nó mới ra được hai cái này. Chứ không phải tự nhiên ta viết cái này đâu. Đấy. Hồi thầy dạy lớp, cái ai mà học lớp 8 mà thầy dạy là thầy sẽ hướng dẫn những kỹ thuật này, nó phân tích nhân tử rất tốt. Cái này không chỉ áp dụng cho cả bậc 2 mà áp dụng cả bậc 3 được. Bậc 3, bậc 4, bậc 5, 6 vẫn giải quyết vô tư. Đấy, tách ra thế này rất dễ hiểu. 1 với 2 chung nhau 3k. 3 với 4 chung nhau 4. Đặt ra như vậy là k cộng 1 chung. Nếu k cộng 1 chung thì nó bằng cái này. Thì như vậy nó sẽ bằng k nhân với k cộng 1 nhân với 3k cộng 4. Thì có phải là cái cách viết mà thầy vừa viết tay có phải dễ hiểu hơn này hơn đoạn cuối không? Dễ hiểu hơn nhiều. Còn cái dòng này trong sách giáo khoa nó không viết, nó ghi luôn kết quả. Đó là vậy, hệ thức 2 là đúng với mọi số nguyên dương n thuộc n sao trong hết. Nguyên dương n là đủ rồi, dùng từ nguyên dương n là đủ rồi. Bài toán được giải quyết xong, ví dụ 2 được giải quyết xong. Được chưa? Rồi, sau đây thì sẽ có một câu để các em làm trước, sau đó thầy sẽ hỗ trợ. Câu này là nhìn là xương cái gì? Làm được câu này là coi như là đã nắm được 70-80% về phần phương pháp chứng minh đẳng thức rồi. Xin mời. Nó đùa ít nhất các em phải làm được gần chục dòng đầu ấy. Chỉ có mỗi khó cái kỹ thuật biến đổi cuối cùng. Chép đề xong tự làm đi. À, tranh thủ thời gian đấy thầy nó biên tập lại một đoạn thêm cho nó trình bày giống như cái ý mà thầy vừa viết tay cho nó dễ hiểu hơn. À, đây là cái sự mà tương ứng viết viết thế nào để lọc thế nào trình bày nó dễ hiểu. À, chưa? Có chép kịp đề không? Cái bài này bài nâng cao hơn so với trong sách giáo khoa nhỉ? Sách giáo khoa chỉ có một bình cộng hai bình cộng ba bình. Còn ở đây mình chơi hẳn là một mũ ba. Ô, trông thế nhưng mà bài này trông cứ công tưởng khó hơn bài sách giáo khoa nhưng làm thực ra lại chốc là làm lại sẽ thấy dễ hơn trong sách giáo khoa. Không tự không phải là mũ càng to thì nó càng khó đâu. Bài này mũ to lại dễ hiểu hơn. Đấy, đề đấy, chép đấy, làm đi, mạnh dạn lên. Tranh thủ thời gian thì thầy giáo sẽ biên tập lại cái đoạn kia. Một chút. À, quy nạp đẳng thức nhỉ. Không nháp nữa mà biến luôn, đổi luôn. Tương đương luôn.
Viết số hạng liền trước. Theo kế đi, thầy nó đánh máy lại. Đây là bài 1 mà. Ví dụ 1 mà. Ví dụ 1 đã chỉnh xong, ví dụ 2. Dụ 2 cũng chỉnh luôn. Cộng lên con số hạng liền trước là 3K-1. Đây là của ví dụ 2. Ví dụ thứ 3. Đấy, đúng rồi, thêm dòng này mà đọc dễ hiểu. Wait.
thêm một cái dòng rất dễ hiểu. Đó, viết thêm một dòng dễ hiểu hẳn luôn. Nhưng mà riêng cái chỗ này là phải viết ra ngoài giấy nháp cái kỹ năng thêm bớt và giảng dạy. Một tự nhiên đéo này đó. Hoặc là làm theo cách 1 hoặc làm theo cách 2. Bây giờ quay trở lại bài này nhá. À, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau làm bài này. Ở đây thì buổi nhìn sợ thế. Bài này chúng ta sẽ làm như thế nào? Chả có gì cả. Bước 1 là nó bảo là n thuộc n sau. Như vậy bước đầu tiên là chúng ta thay n bằng 1 vào, đúng không? Với n bằng 1, vế trái của đẳng thức 3 là cái gì? Khi thay n bằng 1 vào thì cái con số hạng cuối cùng nó chung với con đầu tiên, như vậy là chỉ có một số hạng thôi. Đấy, nó mới đều. Cẩn thận sau này giáo viên lại còn cài bẫy, nên là nó lại khi thay vào nó không phải là số hạng đầu tiên mà lại là số hạng thứ hai. Thế mà lúc đấy các em mà cứ cầm đấy các em chép chỉ có một số hạng là các em sai biết nhỉ. Đó, thay n bằng 1 là đúng chưa? Vế trái là 1 mũ 3. Tức là bằng 1. Trong khi vế phải của 3 thì là 1 đem bình nhân với 1 cộng với 1 đem bình. 1 cộng 1 đem bình là 2 bình nên là 4. 4 chia cho 4 là giấy mẫu được 1. Như vậy hai vế đều bằng 1 cả, chả có đẳng thức 3 đúng với n bằng 1. Đúng chưa? Mạnh dạn lên nhé. Văn phương pháp là của thầy, văn là của các em. Biết là cái phong cách sẽ trình bày rồi, cứ thế mà trình bày rồi. Ngồi đấy chờ thầy thì không bao giờ tiến bộ được. Rồi, bước 1 xong nhá. Bước 2 là gì nào? Giả sử đẳng thức giả thứ 3 đúng với n bằng k lớn hơn hoặc bằng 1. Tức là cứ ở đâu có chữ n em thay chữ chữ k cho thầy vào. Là ngon. Rồi, chụp hình này, cùng trường nhà trình bày viết nói bằng nói mồm khó lắm, khó hình dung lắm. Được, được, được. Đó. Viết bằng cái phần mềm này thì chữ nó đẹp hơn tí. Nhưng cơ bản là chữ thầy vẫn xấu. Ô, cái này là của cái cũ chứ. Lựa chọn khối thi cũng là rất quan trọng, phù hợp với năng lực của mình. Một số môn thì nó chủ yếu trong chương trình lớp 11 và lớp 12, cho nên là chúng ta vẫn còn cơ hội để khắc phục được cái điểm yếu của mình. Trên YouTube nó có rất nhiều bài giảng đi từ ban đầu, các em chống môn nào chưa tốt các em có thể xem. Với n bằng 1 thì dễ rồi đúng không, nhưng mà vẫn phải viết lại. Với n là bằng 1, vế trái của 3. 1 mũ 3, nhớ nhá, đây là ký hiệu hình thức chứ đừng có viết cả ba con vào, nó cười thối bụi. Trong khi đó vế phải của 3 thì sẽ là 1 bình nhân với 1 cộng 1 đem bình chia cho 4, nó đúng như là bằng 1 thật. Điều này chứng tỏ rằng là cái 3 này đúng với n là bằng 1. Đấy, bước 1 của nó thế, xong. Đơn giản thế thôi, nhưng mà phải trình bày như nào để không bị mất điểm. Có người lại còn ghi là đúng với mọi n là bằng 1. Đúng đùa, đã gọi là với mọi mà lại có n là bằng 1. N là bằng 1 nó chỉ có một giá trị thôi, làm sao mà dùng từ với mọi được. Dùng từ nó phải chuẩn, đấy là văn chứ đâu phải toán đấy. Có mỗi n là bằng 1 mà dùng từ với mọi, chết già. Tiếp tục. Đặt. S là viết tắt của chữ sum, tổng. Sn bằng 1 mũ 3. Cộng 2 mũ 3. Cộng 3 mũ 3 cộng 3 chấm cộng với n
mũ 3. Đúng chưa? Rồi, ngon lành. Rồi, sau đó làm gì? Các câu của nó cứ giống nhau, cứ thế mà làm. À, giả sử 3 đúng với n bằng k, tức là cứ thế mà viết à? Giả sử 3 đúng với, không được ghi với mọi nha, n bằng k lớn hơn hoặc bằng 1, tức là SK bằng 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 cộng 3 mũ 3 cộng 3 chấm cộng với K mũ 3 thì bằng K bình nhân với K cộng 1 tất cả bình chia cho 4. Đấy. Tiếp tục. Đến đây được chưa? Em chịu khó để ý một thầy giáo sửa một cái đến ví dụ này là bắt đầu nhuần nhuyễn rồi. Nhuần nhuyễn rồi. Tiếp tục, ta sẽ chứng minh. Ta sẽ chứng minh thức 3 đúng với n bằng k cộng 1. Tức là chứng minh nhìn cái đẳng thức ở trên ấy, cứ ở đâu chữ có chữ n các em thay k cộng 1 vào, như vậy nó sẽ sk cộng 1 bằng 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 cộng 3 mũ 3 cộng 3 chấm cộng với k cộng 1 tất cả mũ 3 bằng ở bên phải là k cộng 1 tất cả bình nhân với bỏ ngoặc. K cộng 1 xong rồi lại cộng với 1 bình lên chia cho 4. Nhưng mà chúng ta biến đổi một xí. SK cộng 1 1 mũ 3 2 mũ 3 3 mũ 3 cộng 3 chấm trước cái con này, trước cái con này, trước con này bao giờ, thường bao giờ nó cũng là con này à, thế nó mới đều chứ. Nên trước con này thì có trừ đi một không, nó hơn kém nhau một đơn vị mà. Đấy, cái khó nhất là cái chỗ em viết này, chỗ nó viết rồi thì cái này nó dễ, cái này nó chính là SK. Bên phải thì là K cộng 1 tất cả bình nhân với K cộng 2 tất cả bình chia 4. Đúng chưa nào? Rồi, sau đó câu tiếp theo bao giờ cũng là gì ạ? Thật vậy, từ giả thiết quy nào suy ra? Đấy, cứ thế mà chiến. Cứ thế mà chiến, không có gì mà ngại cả. Thầy mà đã dạy chỉ đến ví dụ thứ ba là siêu vàng. Rồi, tiếp tục. Thật vậy, từ giả thiết quy nạp suy ra. Quy ngắn thì dài đều được hết nhé. Trong sách giáo khoa của em hình như là quy quy được hiệu ý ngắn rồi. À, y dài, y dài, may quá. Đấy, phải trả lại tên cho em. Đúng thế, quy y dài, y ai viết y ngắn, vô lý. Đúng rồi, cuốn sách này quan điểm giống quan điểm của thầy ấy. Quy y ngắn vô quy buồn cười đấy chứ, quy vô quy đáng nghĩa là nó phải y dài giờ nó viết thành y ngắn cho buồn cười. Thật vậy từ giả thiết quy nạp suy ra này, đây viết sk cộng 1 thì có phải mình viết từ đây đến đây không, còn đây này là cái gì, thôi viết lại tí đã không vấn đề gì. Chấm 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 cộng k mũ 3 cộng k cộng 1 tất cả mũ 3, thế thì có phải từ đây đến đây thì là cái gì à, chính là SK và nó lại bằng gì ạ, thích viết SK thì viết cộng với k cộng 1 tất cả mũ 3 xuống dòng vẫn phải đóng thêm dấu cộng, thế mà SK của chúng ta là gì, k bình phương nhân với k cộng 1 tất cả bình phương trên 4.
Đấy, bây giờ đến kịch bản này chúng ta phải làm gì tiếp? Đến đây ta phải làm gì tiếp? Đến đây phải làm gì tiếp? Đến đây làm gì tiếp nhỉ? Phúc An nhỉ? Làm gì tiếp nhỉ? Ông chết, đó. Cố gắng học bằng máy tính nhé. Hạn chế học bằng điện thoại, nhỏ lắm, khó nhìn lắm, nó hại mắt. Bảo bố mẹ cố gắng thu xếp mua một cái máy tính, bởi vì không biết đến bệnh dịch bệnh nó đến bao giờ. Các em sinh ra vào cái thời ngay từ lớp 10 đã phải học online nhiều, vất vả. Ở đây chúng ta lại thấy ngoặc, nhưng mà nếu như mà chúng ta dạy mà chúng ta nhân tung ra bài này thì chết. Bài vừa nãy thì có bài nhân tung đúng không, cái mà 4k bình cộng với 4 lần của k cộng 1 thì phải nhân tung. Bài này thì không, nhìn như nhân tử chung thì phải nhóm ngay. Nhóm rồi xong cái gì còn lại bắt đầu mới tiếp tục, chứ không phải là búi rồi. Chúng ta thấy ở đây là nó chung nhau cái gì? Chúng ta thấy nó chung nhau là k cộng 1 tất cả bình, đúng không? Thôi được rồi, cứ quy đồng trước đã. Như vậy là con này sẽ bằng k bình nhân với k cộng 1 tất cả bình cộng với 4 lần của k cộng 1 tất cả mũ 3. Tất cả chia cho 4. Đấy, nó phải viết thế. Đến đây rồi, sau đó thì chúng ta sẽ đặt k cộng 1 tất cả bình ra ngoài. Thế thì cái con này đặt rồi thì nó còn lại k bình, con còn lại là mũ 3 mà đặt mũ 1 mũ 2 ra rồi thì còn mũ 1. Đấy, khôn khéo một tí có vẻ là sắp xong rồi. Cái dạng này mà cứ tưởng khó mà là đơn giản cực, thành qua là nó kỹ năng biến đổi của cái cấp 2 của các em chưa tốt thì các em mới thế thôi. Đây, con này là cái gì đấy? K bình cộng 4K cộng với 1 thì chả là K cộng 2 tất cả bình. Thì ở trên mình khôn khéo mình đã biến đổi tương đương rồi thì bây giờ mình còn cái gì nói nữa, nhìn thấy chưa nào? Thấy chưa? Đấy, K cộng 1 sau lại cộng với 1 tất cả điểm bình phương thì chả là K cộng 2 tất cả bình. Thấy không? Nó giống như trên này đúng chưa? Vế trái giống hệt, vế phải giống hệt rồi thì chả chứng minh xong còn gì. Đúng chưa nào? Đấy, có gì đâu. Thế là chúng ta hoàn thiện bài này. Sau đó kết luận. Đây tất nhiên là phải đánh máy rồi. Bây giờ sẽ đánh máy để các em xem. Cái bài chứng minh quy nạp này thì không thể đi nhanh được em ạ. Nó phải từ từ, từ từ. Hiểu, thật hiểu được. Sau đó các em hoàn toàn có thể tự làm được các bài khác. Còn nếu muốn đi nhanh thì theo đi nhanh cũng được thôi, nhưng kết quả chả hiểu gì cả. Chỗ này là phải ghi rõ là đúng với 3, đúng với n bằng 1. Sao ở trên cũng ghi nhỉ? Đúng với n bằng 1 mà đúng. Thôi đâu rồi, không có này gì. Đấy. Nhờ khôn khéo cái chỗ này đáng lẽ phải ghi đúng của nó là k cộng 1 tất cả cộng với 1. Rồi ghi hơi tắt vào bước. Rồi. Đấy, thế thì cái SK này theo giả thuyết quy nạp thì nó bằng k cộng k bình nhân với k cộng 1 tất cả bình trên 4. Quy đồng lên nó như thế này. Đấy, thế nhưng mà cái đuôi đằng sau ấy, thì nó là k bình cộng 4k cộng 4. Theo hẳn thức đáng nhớ nó chính là k cộng 2 tất cả bình. Điều đó chứng tỏ rằng cái đẳng thức 3 là đúng với n bằng k cộng 1. Vậy hệ thức 3 là đúng với mọi số nguyên dương n. Chấm hết. Ví dụ 3 được giải quyết xong. Rất ngon lành.
đây là cái phần mới mà, cho nên lúc đầu chúng ta đọc chúng ta sợ lắm, sau đọc vẫn sợ. Trong sách giáo khoa của các em phần này thì nó có hai bài, một là bài số 1 và thứ hai là bài số 4, bài 1 và bài 4. Nhưng mà bài 1 ấy, thì thực ra là mình đã làm hộ câu A rồi, đó là ví dụ số 2. Còn bài 4 chốc tất nhiên thầy giáo hướng dẫn. Bài tập vận dụng khá nhiều bài đấy. Bài 1 tối hoặc là mai thì nó chuyển nó thành cái file nó gọn gọn, xong rồi thầy nó gửi cho các em, sau đó cứ rảnh rỗi túc tắc làm càng nhiều càng tốt. Một bài úi dồi gì đây, hai bài, ba bài. Bài này thì giống như bài 1B của các em, bài này thì giống như bài 4 của các em, bài này thì giống như bài 1C. Ừ. Ui, nhiều đây rồi, ui. Khủng khiếp. Không vấn đề gì, cứ rảnh rỗi túc tắc làm dần, xài dần. Bài này thì thực ra là giống như cái câu kia, nhưng mà nó cho biết đáp số rồi. Bài này thầy giáo lấy trong vở bài tập của em, sẽ cho khoa bài tập. Bài này thầy giáo lấy ở đâu nhỉ? Mình trên sách bài tập, chốc thầy giáo nghĩ ra được. Bài này lấy trong sách giáo khoa bài tập. Có 11 bài. Bài này là tương tự câu B, không phải. Yes. Rồi tối hoặc là sáng mai thì nó chỉnh lại chuẩn thì nó gửi lại cho chúng ta sau. Đây là liên kết tham khảo, là nhấn vào đây sẽ đến một video bài giảng dành cho sinh viên. Nhưng mà cái kỹ năng biến đổi của nó cũng tương tự như thế. Vậy đang trở lại cái câu này. Thầy giáo sẽ hướng dẫn các em một số kỹ năng. Đây chẳng hạn. Đây là bài 1 câu B của các em, nhưng bài 1 câu B người ta cho trước đáp số rồi. Còn bây giờ thầy giấu đáp số đi. Tức là nâng lên thành mức độ 4. Kéo cái bình tĩnh mức độ 4 hay mức độ mấy thì cũng không vấn đề gì. Đã học thầy một thời gian là trình độ nó lên hết. Thì sợ các em không đủ sự kiên trì. Đây. Chúng ta sẽ làm với một số n nhỏ nhé. Tất nhiên bài này ví dụ nó hỏi tính S6 thì thầy giáo có thể hướng dẫn các em cách bấm máy được, nhưng mà thôi cứ từ từ. Đang tập trung chủ yếu vào cái trình bày để cho nó hiểu đó. Đây không thể nói là mức độ 1, mức độ 2 được, bởi vì nó giấu bên phải đi. Anh mà sai công thức của phát là anh sẽ nhào nhầm luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái vế này nó bằng SN. 1 phần 2 cộng 1 phần 4. Rồi. Thế thì chúng ta có thể thấy S1, tức là thay N là bằng 1 vào thì số hạng cuối cùng nó bằng số hạng đầu tiên. Có cái gì chưa? Chưa có quy luật. Chưa có quy luật gì cả. S2 thì bằng 1 phần 2 cộng 1 phần 4, 3 phần 4, 1 phần 2 lại 3 phần 4, gần gần ra quy luật đấy. Tiếp tục S3. Nếu như các em mà chịu khó xem đường lên đỉnh Olympia thì có nhiều cái em có thể rút ra quy luật. S3 của chúng ta là 1 phần 2 cộng 1 phần 4 cộng 1 phần 8, quy đồng lên là 7 phần 8. Quy tắc hình như là mẫu kém tử một đơn vị thì phải. Đúng rồi, tiếp tục ở dưới mẫu là 248. 248 có đặc điểm gì? 2, 4 và 8 là gì? 2 nhân với 2 là 4, 4 nhân 2 là 8. Như vậy là gì? 8 chẳng qua là 2 mũ 3, 4 chẳng qua là 2 bình phương, 2 chẳng qua là 2 mũ 1, 1 chẳng qua là 2 trừ đi 1, 3 chẳng qua là 4 trừ đi 1, đúng không? Ừ đúng rồi, cho nên là viết thành 2 bình trừ đi 1. Đây là viết 2 mũ 3 trừ đi 1. Ai đoán được?
Đến đây thì ai đoán được công thức tổng quát rồi. Đoán ra quy luật chưa? Bây giờ nhìn nhé. Đây là một, chỗ này là hai mũ một, đây là hai bình phương, đây là ba, bên này là hai mũ ba. Vậy chúng ta sẽ đoán được ra công thức tổng quát ở đây là SN bằng hai mũ n trừ một chia cho hai mũ n. Không tin các bạn nhìn vào bài một câu B trong sách giáo khoa, chính là một câu B sách giáo khoa. Đó. Đấy, tức là mình phải luyện cái kỹ năng biến đổi để mình đoán ra. Đấy, từ bài này thì mình có thể viện ra một số bài tương tự. Từ đấy sao không nghĩ ra nhỉ? Ừ, đúng rồi. 1 phần 2, 1 phần 3, vân vân. Cứ từ từ rồi khoa nó sẽ nhừ. Luyện cái kỹ năng đoán đề, đoán. Vì sau này nó có thể hỏi trong các đằng thứ sau, đằng thứ nào đúng với mọi. À, thì tất nhiên là học học theo kiểu khít từ đây, tức là khôn danh, là chúng ta có thể thay vài giá trị, thấy nó sai là loại bỏ luôn, được chưa? Đấy là giáo hướng dẫn chúng ta cái đoạn kỹ thuật biến đổi là như thế nào, nhưng mà cái kỹ thuật này thì không nên áp dụng vào bài số 4, không nên áp dụng bài số 4. Tại sao vậy? Tại vì nó đúng là như vậy. Bây giờ bài số một phần của bài số 4 nhé, là như này. Đây, bài số 4 của em nó giống như bài này này. Chỉ có điều nó hỏi khác một tí. Là một. Những bài này thầy cũng hướng dẫn các anh chị sinh viên mà. Rất tình cờ và rất bất ngờ có đoạn này giống nhau. Các anh các chị cũng phải học quy tắc đếm. Học nguyên lý bù trừ nhị thức Newton. Nhưng mà nhị thức Newton của anh chị học nó nhẹ nhàng hơn của các em. Đây là một cái biến đổi nha. Mình nhớ có ghi chép gì không nhỉ? Có phải ghi chép đấy chứ. Mỗi một dạng là một cách khác nhau đấy em. Đối với dạng bài này thì lại xử lý khác. Xử lý thế nào? Đối với dạng bài này thì xử lý thế nào? Chúng ta làm như sau. Tất nhiên là chúng ta đặt SN là bằng 1 trên 1 nhân 2 cộng 1 trên 2 nhân 3. 1 chia cho N nhân N cộng 1. Bây giờ thầy giáo dạy bình thường, chốc thầy giáo dạy tuyệt chiêu tính sau. Cứ từ từ đã. Nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy S1 thì nó bằng 1 chia cho 1 nhân 2. Nhưng mà cái con 1 này mình lại viết là 2 trừ 1. Sau đó dùng như thầy tính chất sau đây: a trừ b tất cả trên c bằng a trên c trừ b trên c. Như vậy cái chỗ này nó sẽ ra là 2 chia cho 1 nhân 2 trừ đi 1, 1 nhân 2. Như vậy là bằng 1 trừ đi 1 phần 2. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Cái S2 ấy. S2 thì chúng ta cũng tương tự. Ui, chế độ cứ tưởng sang trang mới, hóa ra nó vẫn ở đấy.
S2 của chúng ta là 1 này. Chúng ta biến đổi giống như trên đấy thì chúng ta sẽ được là 1 trừ đi 1/2. Con này là làm giống như con đấy thì sẽ là 1/2 trừ đi 1/3. Thì như vậy con này giảm nước đi. Kết quả sẽ bằng 1 trừ đi 1/3. Bắt đầu lờ mờ đoán ra đúng không? Lờ mờ đoán ra công thức đúng không? Tiếp tục. S3 tương tự như thế, chúng ta cộng thêm là 1 chia cho 3 nhân 4 thì chúng ta sẽ tách ra là 1 trừ đi 1/2 cộng 1/2 trừ 1/3 cộng 1/3 trừ 1/4 thì nó cứ giảm nước cuối cái này đầu cái kia, cuối cái này đầu cái kia. Cuối cùng bằng 1 trừ 1/4. Ai đã toát ra? À, đã nhìn thấy quy luật rồi. Nếu là S1 nhé thì đây là 2. Đây là 2 nhé thì đây là 3. Và đây là 3 nhé, đây là 4. Như vậy, mối quan hệ giữa những cái này như thế nào với nhau? 2 với 1, 3 với 2 và 4 với 3. À, 4 chẳng qua là 3 cộng 1, 3 chẳng qua là 2 cộng 1, 2 chẳng qua là 1 cộng 1. Như vậy, chúng ta có thể rút được ra là Sn sẽ bằng 1 trừ đi 1 trên n cộng 1. Bài toán đã được đoán xong. Sau khi đoán xong rồi thì chứng minh một quy nạp như ví dụ 1, ví dụ 2, ví dụ 3 trên. Như vậy chúng ta đoán ra Sn sẽ bằng 1 trừ đi 1 trên n cộng 1. Thích thì quy đồng lên thì sẽ được Sn bằng n chia cho n cộng 1. Bài toán được giải quyết xong. Sau khi đoán xong rồi vấn đề còn lại chứng minh. Thế sau này người ta yêu cầu đi tìm lim, tức là giới hạn của cái này, thì lúc đấy anh phải cách biết cách biến đổi gọn lại thì anh mới dùng được. Đấy là lúc đấy thành bài nâng cao khủng biết khủng bố tinh thần. Được chưa? Nếu mà vẫn chưa rõ thì chúng ta có thể chép lại, làm nhiều lần nó sẽ quen. Bây giờ thầy sẽ cho một bài tương tự nhưng mà nó khó hơn một tí. Khó hơn một tí. Thầy hy vọng rằng là, tức là cái này nó khó hơn bởi vì sao? Nó có hai công đoạn. Một công đoạn thứ nhất là xây dựng, tìm công thức. Và công đoạn thứ hai là phải đi gì ạ? Chứng minh công thức đấy. Tức là anh tìm sai là coi như anh đứt luôn. Tìm sai là mất trắng điểm luôn. Đấy, đây là một bài nó dấu vết phải đi. Bắt chúng ta phải tự tìm công thức. Thế là một bài. Bây giờ từ bài trên thì nó sẽ chế ra bài khác như sau. Chế ra thiếu gì cách chế đúng không? Thiếu gì cách chế? Thiếu gì cách chế? Cách chế là cách chế thế nào? 1 chia cho 1 nhân 3, 1 chia cho 3 nhân 5, 1 chia cho 5 nhân 7, chấm 1 chia cho, ở đây hơn kém nhau 2 là 2 đơn vị nhé, thì nó 2n trừ 1 nhân 2n cộng 1. Đấy, bây giờ chúng ta phải dự đoán sau đó chứng minh công thức. Khủng bố tinh thần. Tất nhiên là tối nay thì nó sẽ dùng cái thủ thuật thì nó có thể cho chúng ta đi làm một số bài tương tự 1, 3, 5, vân vân. Một bài làm rồi. Đấy. Ủa nhìn sợ thế. Thế thì chúng ta cũng lại thủ thuật giống như thế. Tức là như này. 1 chia cho 1 nhân 3. Chúng ta cũng đặt số lớn hơn đứng trước. Trừ số nhỏ hơn đứng sau. Rất tiếc 3 trừ đi 1. Nó lại bằng 2. Trong khi đề bài chỉ cho chúng ta con 1. Hiện tại giờ nó đang sai. Vậy làm thế nào? Chúng ta nhân thêm 1/2 vào nó như cũ ngay có gì không? Như vậy con này sẽ viết thành là 1/2 nhân với mở ngoặc. 1 trừ đi 1/3. Đấy. Như vậy S đây đây con này cũng chính là S1. Con thứ hai là 1 chia cho 3 nhân 5. Thủ thuật biến đổi giống như trên, 1/2 5 trừ đi 3.
tức là sẽ bằng 1 phần 2 nhân với 1 phần 3 trừ đi 1 phần 5. Cho nên nếu như chúng ta cộng lại thì cái 1 phần 3 này với 1 phần 3 này nó hết. Cho nên chúng ta sẽ đoán tiếp S2 bằng, S2 sẽ bằng 1 phần 2 của 1 trừ đi 1 phần 5. Đấy. Và tiếp tục nếu tính thêm con nữa chúng ta sẽ tính được sẽ S3 bằng 1 phần 2 nhân với 1 trừ đi 1 phần 7. Bây giờ vấn đề bây giờ các em phải rút ra quy luật cho thầy giáo. Xin mời. Ai rút ra quy luật? Nói xem. Hơi khó đoán ra quy luật đúng không? Cứ từ từ. Thực ra lúc đầu đoán là hơi khó. Hơi khó đoán quy luật đúng không? Rồi, chốc lại thầy dạy một cái khác nữa để có thể là không cần đoán cũng biết. Ủa sao kỳ vậy? Sao lại có cái kiểu không cần đoán cũng biết được? Đây nhá, như vậy đến đây là rõ ràng là đoán rất khó. À, nếu là một nhé, nếu đây là một thì đây là ba, nếu đây là hai thì đây là năm, và nếu đây là ba thì đây là bảy. Ôi dồi, đoán thử xem. Mạnh dạn lên. Chiến đi. Hơi khó đoán đúng không? Thế là chúng ta học lớp dưới chứ ít luyện tập kỹ năng đoán. 1 thì là 3 mà 2 thì là 5. Mà 3 thì là 7. Thế thì chúng ta để ý cái 3, 5, 7 nó lệch nhau hai đơn vị. Thế thì chắc chắn nó phải dính hai lần. Như vậy công thức chung của nó sẽ là 1 chia cho 2n cộng 1. Nào không tin các em thay n bằng 1 vào nên trùng công thức này. 2n cộng 1 là 3, nếu nếu như n bằng 1. N bằng 2 thì có phải thành là 5 chưa? 2n cộng 1 lúc này là 5 không? N bằng 3 thì 2 nhân 3 cộng với 1 thì chả là 7. Công thức này là công thức chuẩn. Sau đó các em chứng minh quy nạp giống như ví dụ 1, ví dụ 2 và ví dụ 3 thôi. Xây dựng công thức thì khó, chứng minh thì giống như ba một trong ba bài ở trên ta làm. Một cái chiêu thứ hai nữa là chiêu này. Chiêu này là chiêu học sinh lớp 6 người ta làm. Các em không ngờ đâu, không bao giờ bị nhầm. Đó là phải biến đổi giống như thầy giáo biến đổi. Mà chúng ta sẽ viết SN thì bằng một. Từ từ thầy giáo viết lại nhé. Năm nhân 7. Còn cuối cùng là cái gì nhỉ? 2N trừ 1 nhân 2N cộng 1 đúng không? Rồi, con này sẽ là 1 phần 2 của 1 trừ 1 phần 3. Tất cả đều có 1 phần 2 chung. Ta nhóm ra. Tiếp tục con này sẽ là 1 phần 3 trừ 1 phần 5. Ta nhóm 1 phần 2 ra ngoài rồi nhé. 5 trừ 1 phần 7. Chấm. Con cuối cùng. Ở đây con nhỏ hơn đứng trước, con lớn hơn đứng sau. Em phải nghe định quy luật mà dự đoán. Như vậy con cuối cùng ấy, sẽ là 1 trên 2n trừ 1 trừ đi 1 trên 2n cộng 1. Bây giờ thì biết đáp số rồi chị. Nhìn này,
có hai con bay bay nó hết ngay, cuối cái này đầu cái kia, cuối cái này đầu cái kia, như vậy là nó sẽ trơ ra con đầu tiên và trơ ra con cuối cùng mà thôi. Như vậy sẽ bằng 1 phần 2 của 1 trừ đi 1 chia cho 2 n cộng 1. Đây là một trong tuyệt kỹ công phu. Nếu như học sinh học lớp lớp 6 nó sẽ giải như này. Lớp 6 nó chưa học quy nạp, em hiểu không? Nó sẽ chứng minh theo kiểu này. Nhưng mà bây giờ mình đang học quy nạp, mình chứng minh là mình ăn không điểm. Cái này chỉ gọi là cách viết công thức để cho nó chuẩn. Còn khi trình bày vào bài vẫn trình bày giống như đoạn ở trên này. Giống như đoạn trên này. Xong là dự đoán. Và bắt đầu mới chứng minh một quy nạp. Đấy. Khủng bố tinh thần thế chứ. Ổn không? Quá ổn luôn. Đấy. Cái chiêu dự đoán của thầy là cực kỳ quan trọng. Kỹ năng biến đổi phải học. Nó lệch nhau 3 đơn vị thì làm thế nào? Lệch nhau 2 đơn vị thì làm thế nào? 2 đơn vị thì nhân với 1 phần 2. 3 đơn vị nhân 1 phần 3. 4 đơn vị nhân 1 phần 4. Còn bài vừa nãy, bài sách giáo khoa nó rất điểu, nó điểu ở cái chỗ là nó lấy con lệch nhau 1 đơn vị. Nhưng làm bài kiểm tra giáo viên lại cho lệch 2. Anh cứ cầm lên anh chép ra anh vẫn sai. Có hiểu ý gì không nói? Trong sách giáo khoa nó là bài này. 1 trên 1 nhân 2. Nó lệch nhau có 1 đơn vị thôi. Nó lệch nhau, đúng không? Thì không vấn đề gì. Nhưng mà bài vừa nãy của thầy cho lệch nhau 2 đơn vị. Bài khác có thể lệch nhau 3 đơn vị. Ví dụ 1, 4, 4, 7, 7, 10. 3n 3n trừ 2 nhân 3n cộng 1. Úi dồi ôi, nhìn sợ thế. Bây giờ không phải là 1 phần 2 nữa, bây giờ phải là 1 phần 3. Em nhé. Đấy. Mức độ khó nó đang dần dần không sao cả. Học thầy giáo một sau thời gian chúng ta sẽ đoán ngon lành. Đến đây rồi thì có phải là làm giống như vừa nãy đúng không? Nhưng bây giờ nó không phải 1 phần 2 nữa. Nó sẽ ra là 1 phần 3. 1 trừ 1 phần 4 cộng 1 phần 4 cộng 1 trừ 1 phần 7. Đây là dự đoán công thức cuối cùng đấy. Làm thì vẫn làm giống như ở trên nhưng mà dự đoán là phải viết này cho nó gọn. Thì cứ cuối cái này đầu cái kia, cuối cái này đầu cái kia. Cuối cái này đầu cái kia nó giả nước đi, cuối cùng ấy, con cuối cùng của nó thì số bé đứng trước nhé. Trừ đi số lớn đứng sau. Như vậy chúng ta sẽ đoán là 1 phần 3 của 1 trừ đi 1 chia cho 3n cộng 1. Đấy, làm kiểu này không phải nghĩ. Cái này cực hay luôn. Trời ơi, cái đoạn này hay thế này mà quên dạy ở lớp A1. Không sao. Thắc mắc gì không? Có bạn nào thắc mắc cứ nói. Thầy nói thật với các em là cái bài này ấy, là quy nạp với toán học rất đáng ngại. Nhưng mà sau khi chúng ta xét 3 thí dụ cộng với một đoạn kỹ thuật biến đổi, thầy giáo hướng dẫn lúc cuối giờ đây, các em thấy rõ ràng là chứng minh nhận thức không có gì ngại cả. Thầy chỉ lo ngại nhất các em và cuối cùng đó chính là mình chứng minh bất đẳng thức thôi. Nhưng bất đẳng thức các em chỉ cần chú ý nghe một chút thì nó cũng không sợ. Nhưng mà hiện tại là chưa dạy cho nên là thấy nó là sợ nhất. Còn cái chứng minh chi hết nhẹ nhàng hơn bất thức nhiều. Hôm nay là mình vào học lúc 7 giờ 23, bây giờ là 8 giờ 58 phút rồi. À, các thầy mến, như vậy là bài học hôm nay chúng ta dừng ở đây. À, thầy nghĩ rằng là chắc là hôm nay chắc cũng không đến mức độ quá khó hiểu đúng không? Mặc dù bài này phần này là khó. Thế thì đầu tiên ấy, các em mà làm thì các em sẽ lúc nào rảnh rỗi làm lại ví dụ của thầy giáo, sau đó mới áp dụng vào bài tập. Những cái bài tập trong sách giáo khoa này là bài 1, câu A, câu B, câu C. Thực ra là mình xài câu A thôi, để làm câu B, câu C thôi, và sau đó thì xài sang câu 4. Đấy. Ngoài ra chốc nữa hoặc là mai thì nó hoàn thành xong cái bảng viết lại chia thành dạng cho nó dễ làm thì em làm thêm theo cái đấy. Cứ làm nhiều rồi, thì trình độ nó sẽ lên. Nhất thiết là cái loại này chưa chắc nó đã thi đại học đâu, nhưng vấn đề đặt ra ở đây là mình rèn luyện được cái kỹ năng phân tích toán và mình có một cái niềm đam mê môn toán. Khi mình giải được phần này mình làm được mình sướng lắm. Tự nhiên thầy giáo hướng dẫn rồi mình tự làm được. Xong rồi chỗ nào bạn nó chưa hiểu mình hướng dẫn cho bạn nó thì thôi tuyệt vời. Thì đấy là cái động lực để mình phấn đấu, mình vươn lên trong môn này cũng như các môn khác. À, buổi học của hôm nay kết thúc ở đây. Thầy giáo chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào chiều ngày Chủ nhật.
Thầy giáo chào các em nhé.